Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình dậy rất là sớm. Hiện tại là mình đang ở trên có mặt trên phố đi bộ tham gia một cái sự kiện mới ở Yamaha. Hôm nay mình rất là lạnh luôn, trời rất là lạnh Hà Nội nên mình vẫn cố gắng dậy sớm để tham gia sự kiện này. Hôm nay mình sẽ quay lại tất cả hành trình và những cũng như là quả clip uy tín nhất cho tất cả các bạn xem. Ok. Đây là một buổi sáng Hà Nội rất là lạnh. Cho nên mình cũng mặc kín người luôn. Giờ mình đang đi tìm một chỗ địa điểm nào đó để mình có thể ngồi lại. Bởi vì đi đường rất là lạnh nên mình sẽ đi tìm một chỗ địa điểm nào đó. Với lại hôm nay mình có một bạn đồng hành tên là Chiến, nó đi theo cùng mình. Và hôm nay tiết trời khá là lạnh, được cái là trong lành. Mình dậy từ rất sớm nên không khí, hít thở không khí rất là trong lành. Buổi sáng phải đi bộ như này thì mới có tốt cho sức khỏe mọi người ạ. Giờ mình sẽ kiểm tra Google Maps xem cái chỗ điện nào địa điểm thích hợp để mình có thể đến nghỉ. Giờ mình đi bộ khá là mệt rồi, khá là xa rồi, giờ mình nghỉ đã. Hiện tại là mình đang có mặt tại khu triển lãm Yamaha đó. Đây là các phụ kiện của mô tô đó, được rất nhiều người đến đây để tới rất sớm để xem và mua cho mình sở hữu một con xe nào đó để đi chơi Tết đó, bởi vì Tết sắp gần kề rồi các bạn ạ. Mình đi vào đây mình khá là thấy rất là nhiều xe rất là đẹp luôn, nhưng mà xe này chỉ có một màu xanh đó, đại diện cho Yamaha. Mình thấy là mấy con xe này khá là đẹp, ít xe tơ. Còn đây là một con xe khá là hố, khá là lạ, nhưng mà đây là xe trượt tuyết, nhưng mà rất tiếc ở Việt Nam chẳng có tuyết để mà trượt. Còn bây giờ xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay để cảm ơn tất cả các bạn người mẫu, những người mẫu rất tuyệt vời trong những bộ trang phục vô cùng cá tính và vẫn không kém phần sang trọng. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và quý vị ơi, hãy đừng quên đến tham gia khu triển lãm Yamaha Motor Expo của chúng tôi ở Los Angeles. Và ngay bây giờ các bạn có thể theo chân các bạn người mẫu của chúng tôi để di chuyển về phía khu triển lãm Yamaha Motor Expo và cùng tham gia trải nghiệm rất nhiều những chương trình thú vị và những phần quà hấp dẫn đang chờ đón quý vị và các bạn ở phía bên kia. Một lần nữa xin được cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Thank you.
Giờ bây giờ đã là buổi trưa rồi mọi người ạ. Mình rất là đói luôn nên bây giờ mình sẽ ăn tạm cái bánh mì để lót dạ. Vậy là đã hết một ngày làm vlog của mình, sự rất là mệt mỏi luôn. Hôm nay mình quay từ sáng đến bây giờ, thực sự vẫn chưa được, bây giờ vẫn chưa được ăn gì. Bây giờ làm 9 giờ rồi. Ok, giờ mình sẽ về. Ok, cảm ơn tất cả bạn đã đón xem video của mình. Nếu mà các bạn thấy clip của mình hay, hãy cho mình một like và subscribe nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Ok, bye bye.